Đi học đầu năm bầu ban cán sự lớp Kiều. Rồi thì hôm nay lớp chúng mình sẽ bầu ban cán sự lớp nha. Ê bây tính nhớ bầu tôi là lớp trưởng nha. Ok ok. Ê đề xuất ai cũng được trừ tôi ra nha. Rồi đầu tiên là lớp trưởng. Em coi. Em nè. Em coi. Em. Rồi hai bạn tôi coi xem nào. Lớp trưởng cô cần một bạn có khả năng quản lý được lớp và thực sự nghiêm túc. Còn ai ngoài mình nữa. Nên người cô chọn chính là bạn Lâm. Vỗ tay đi các em. Tiếp theo là lớp học tập. Em coi. Em đề cử bạn Lan coi. Em thấy Lan điểm được vào cao nhất lớp đó cô. Thôi trời ơi, thôi tôi sợ lắm, thôi tôi không khóa lại. Thôi làm đi, tôi không biết. Em cũng cao được cô. Lan bao nhiêu điểm em? Dạ 43. Còn Linh? Dạ 16. Rồi cô quyết định chọn Lan là lớp phong tâm. Cái gì vậy? 16 với 43 cách nhau có mấy được trời. Tiếp theo là lớp phó văn nghệ cô chọn luôn. Cô thấy Hương khá là phù hợp với vị trí này cho nên là... Thôi cô cho em làm đi cô. Thôi cô chọn bạn Linh đi cô. Thế Linh có hát hay nhảy gì được không? Biểu diễn cho cô xem đi. Và đây là Linh Mikenko. Quá tuyệt vời. Rồi chốt Linh Mikenko nhá. Phải thế chứ lì. Thế lớp mình bạn nào nói nhiều nhất? Thằng Nam cô. Rồi cho lớp phó trật tự. Xong. Cái gì vậy bà già? Khi giáo viên khó nhất trường chủ nhiệm lớp bạn. Trời lo ghê á bà ơi. Lo gì bà? Thì không biết năm nay ai chủ nhiệm nè. Tao nghe nói là bà Phụng á. Ủa vậy là cô Phụng năm ngoái chủ nhiệm cũ lớp mình á hả? Không biết nữa, tại vì trường mình có ba người tên Phụng lận. Ê đừng nói cái bà Phụng khó tính nhất trường nha. Trời ơi bà đó bà chủ nhiệm sao tao báo bà già tao được. Ê cô Phụng năm ngoái kìa. Thôi được rồi. Lớp này hè xong cái đẹp da ghê ha. Yeah. Giảng học tốt đấy nha. Ủa cô ơi đâu vậy? Thì cô qua lớp kế bên, lớp này cô Phụng ghi chủ nhiệm mà. Chào chị. Tôi ráng đi bà, chỉ một năm thôi. Tôi phải trở thành học sinh ngoan sao? Tôi không muốn, tôi muốn báo bà già. Ê bà ơi, từ từ đã. Không có pha bẻ lái nào nữa đâu. Hết thật rồi. Nhìn bụng bà kìa. Trời tới rồi bé ơi. Khi giáo viên khó nhất trường chủ nhiệm lớp bạn phần 2. Tôi nghe nói mấy anh chị năm ngoái là quậy nhất cái khối 8 đúng không? Dạ, dạ có đâu cô. Đấy có phải là cái chị Linh mà chuyên gia đứng cột cờ đấy không? Tôi giấn mặt với mấy anh chị đấy. Sao bà này dữ quá vậy bây? Chị Liệu Hồn, năm nay tôi quan tâm chăm sóc đặc biệt cho chị đấy nhá. Em làm gì đâu cô. Ráng rồi thì nói đi cưng. Có cái anh Nam nữa. Hơi anh chị lọt vào tầm mắt tôi rồi đấy. Ôi chắc sợ. Tôi là giáo viên đạt thành tích nhiều năm liền. Năm nay mà anh chị mà làm mất thành tích của tôi đấy. Thì liều hồn đấy nhá. Bà đã dễ quá. Ủa nhưng mà không phải cô sắp nghỉ để sinh hả? Đúng, còn 3 tháng nữa. Đừng vội mừng. Tôi mà nghỉ thì thầy quản sinh sẽ đứng lớp thay tôi. Trường tôi thi văn nghệ trước khai giảng Kiều. Sao tôi lo ghê bà ơi. Không sao đâu, có tôi thi với bà mà. Và tiết mục đầu tiên đó chính là phần thi nhảy của em Hương đến từ lớp 93. Một bài nhảy hết sức quyến rũ. Tiếp theo chính là phần thi rap của cặp đôi song sắt Văn Long và Văn Huy đến từ lớp 92. Ninja là lá thì ok, ninja là đá thì hơi khê. Cái nghe thằng chí mà hết biến thái thì lại thấy chuyện. Lượt trên mặt nước tao như cơn sóng. Xem của tao còn xéo khi này kỳ của tao đang phóng. Kể từ khi tao bắt đầu rap không mày nào của tao không nóng. Một phần giáp rất là chiến đến từ vị trí của Long và Huy. Anh Long. Được đấy. Tiếp theo chính là phần đi hát song ca đến từ cặp đôi Linh Lan từ lớp 91. Bà chuẩn bị chưa? 3, 2, cố lên bà ơi. 1. Lớp cô chủ nhiệm đấy hả? Ủa đâu rồi? Hương ơi mai cô chuyển qua dạy lớp em nhé. Trường tôi sáng nay khai giảng Kiều. Rồi bây giờ cùng hướng mắt lên sân khấu. Thì đi lẻ nha, ngại muốn chết. Cùng chào đón tân học sinh của trường. Nhìn mấy này nhớ mình hồi xưa cười chết. Đúng rồi đấy. Mấy anh chị đừng có nhìn em nha. Lẻ đi mẹ. Toàn trường chú ý nghiêm. Chào cô, chào. Không phải
mà giơ tay mẹ ơi. Mẹ em có phải bỏ tay xuống giúp cô, các bạn không có giơ tay. Trời ơi là trời. Tiếp theo là tiết mục các em luôn mong chờ, bài hát Nụ Cười 18-20 do em Hương lớp 12A1. Ê chị Hương hốt gỡ hỗ trợ kìa. Một bài hát vô cùng sôi động. Tiếp theo là bài múa Giấc Mơ Trưa do em Lan lớp 10 sơ màu trình bày. Cánh đồng xa mờ. Trời ơi mất mặt quá. Cuối trời. Nằm nằm mày chán thật. Và số theo em trôi về. Chị Ngô Lan ơi. Lên quẩy mẹ ơi. Sao đỏ trường tôi kiều. Ê bà, tôi mới mua đôi dép đẹp không bà? Trời, dễ thương dữ bà. Ê bà ơi, nhỏ sao đỏ vô kìa. Thấy bà rồi sao mẹ nó trực lắm mình vậy. Lớp trưởng cho mình mượn sổ đồ bài với. Đợi mình xíu nha. Hello bà, nè bà trực lớp tôi hả? 9117 nhuộm tóc. Này thì hello bà. Bà Nam mày thẻ tên đâu? Chưa mày kịp. Sổ hiệu nhiều. Ê đừng ghi chưa mấy kịp thiệt mà. Dám chống người thi hành công vụ không? 9120. Vừa lòng tao lắm. Bạn kia đi học ở cho sơn môi. 9113 ghi đi. Sổ đỡ bài nè. Con này ha, lớp tao có nhiều điểm này nhưng mà chưa gần hết rồi đó. Lớp này vệ sinh dơ lắm nhá. Không lo bạn, trừ 5 điểm. Mày trừ hết đi. Đúng rồi đó, mày trừ đi. Mày bái vô đây mày trừ. Bái vô đây mày trừ. Mốt tao mà trừ lớp mày ha. Mày coi chuyện tao á. Đeo dép đi học 9117 lần 2. Thôi bỏ đi liên. Mày đừng cản tao. Gì vậy mấy em? Nó trừ hết điểm lớp mình rồi kìa cô. Em ơi em đừng à. Cô chủ nhiệm hành vi môn chủ sao đỏ trừ 10 điểm. Ba mẹ cái con dở đó. Hai đứa ăn nhiều vô. Dạ. Lòng sầu dưa nay mày nấu vừa miệng không con? Dạ vừa. Bố ơi, kiểm tra đầu năm con được 10 hết bố ạ. Ôi dồi, đúng là con gái rượu của bố. Đây, ra bố thưởng. Nhất cháo rồi nha. Thằng này đang ăn mà đi đâu đây? Đây, con thích mấy tờ nào? Dạ bố cho nhiêu con xin bấy nhiêu ạ. Thì bốn con 10 thì 4 tờ nhá. Đây. Sao con cảm ơn bố? Mẹ ơi, kiểm tra đầu năm con cũng được 10 nha mẹ. Ôi dồi ôi, đúng là cái thằng báo đời của mẹ. Thế con thích gì nào? iPhone 14 bầu dầu mắt. Cầm chén cơm ra ăn liền. Thì mẹ, điện thoại con hết dung lượng sao mà học được? Tưởng gì, lấy cái điện thoại tải ngay Terabus về đi con. Phần mềm tặng con miễn phí 1024GB luôn. Mấy cái ảnh hay video học tập của con muốn lưu trữ á, tải hết lên Terabus đi. Rồi xóa trong máy cho nhẹ máy. Ủa bố cũng biết cái này nữa hả? Cái này còn có xem phim miễn phí nữa, con toàn xem trên đây không ạ? Có phim free á. Dạ đúng rồi không? Tối nay thử có é gầy. Đấy, phần thưởng vừa lòng chưa? Nhưng mà mẹ có thưởng gì đâu. Không thôi mẹ thưởng giống bố đi. Thôi được rồi, mệt anh lắm đi. Khổ. Cái thằng này. Thần tài đây, thần tài đây. Đây, cầm tiền mai mà mua kẹo. Ủa, gì vậy mày?